Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác đam mê với bình bịt trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là show bên em lại làm một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác là cái lụp bẫy bình bịt hàng đặt các bác nhé. Đây hàng đặt. Thì hôm trước em về một cái video là em đã đặt 3 tháng là được 6 chiếc rồi. Đấy. Thì hôm nay bán thì cũng chỉ còn 2 chiếc thôi. Tiện cũng giới thiệu luôn cho các bác thêm cái về cái phần lụp đặt này. Đấy, hàng này thì hàng đẳng cấp các bác nhé. Đấy, dành cho những các bác đam mê thật sự. Đấy, về cái hàng này thì em sẽ giới thiệu qua về cái lụp này. Thì nguyên liệu chính làm nên cái lụp này ấy, thì bằng inox hoàn toàn các bác nhé. Đấy, tất cả những cái đồ nhà em là đều bằng inox hoàn toàn, không có bằng sắt, bằng thép. Sắt thép thì dùng một thời gian nó han nên nhà em không cung cấp. Đấy, nhà em chỉ làm bằng inox thôi các bác. Và đây các bác cùng quan sát này, tất cả những cái mối này nhé là nhà em không hàn, là nhà tất cả là nhà em buộc rồi các bác thấy không. Đấy, buộc này thì đảm bảo cho các bác là không bao giờ bị bật được. Nếu mà hàn những cái inox nó nhỏ như này thì nó dễ bị bật, nhưng mà các bác thấy không, tất cả mối hàn từ những cái mối buộc này, từ dưới đáy này đấy, và từ những cái rìa này, tất cả là buộc các bác nhé. Đấy, và các bác cùng để ý trên màn hình này. Đấy, và những cái lan này đây mà sẽ bỏ những cái lan này nhá, được làm rất là dày này để đảm bảo cho các bác là khi con bìm bịp ở bên ngoài tự nhiên ấy nó nhảy vào thì nó sẽ không đấu được với con bìm bịp của mình. Đấy, tránh cái tình trạng mà con bìm bịp của mình là nó bị rách mép hoặc là hoảng sợ. Đấy, kể cả như ở đây có một cái viền này. Đấy, viền này thì kể cả như khi con bìm bịp nó lọt xuống đây nó không thể chui được xuống dưới này để nó mổ vào cái cạnh này được. Đấy, cái hàng này thì hàng làm rất là kỹ các bác nhé. Đấy, đấy là về những cái lan và những cái mối buộc. Còn về cái độ nhạy của cái lụp này ấy, thì đây các bác cùng quan sát này. Đây là gồm cái lụp này là hai mặt nhé, cầu tử này thì làm bằng gỗ song này, làm bằng gỗ song này cả hai bên. Đấy, lưới thì lưới sợi dù, sợi này thì đảm bảo cho các bác là đánh thoải mái không bao giờ bị rách được. Và ở đầu này thì nhà em đã thiết kế cho các bác một cái móc như này nhé, để đảm bảo khi con bìm bịp nó sập rồi nó dãy giụa là nó sẽ mắc cái móc ở đây là không bao giờ ra được. Đấy, các bác nào mà chuyên đi đánh cái hàng bìm bịp thì các bác nhìn thấy cái lụp này là các bác đã biết là cái chất lượng của nó như nào rồi. Đấy, đây là về cái phần móc treo ở đầu này. Còn về phần lò xo đây, đây là phần lò xo này. Lò xo này thì được làm bằng thép chịu lực nhé. Đấy, nhà em đã làm ra tận dài ngoài này này để đảm bảo cho các bác là đánh không bao giờ bị nhão được cái lò xo này. Đấy, về cái phần lò xo này thì cái lụp này ấy, các bác có thể là đặt dưới đất đánh cũng được hoặc là treo trên cây đánh cũng được, nhưng mà nhà em thiết kế là cái lồng này rất là cao này, là để các bác là đánh ở trên cây là chủ yếu. Đấy, có thể là đặt dưới đất đánh vẫn bình thường, nhưng mà nhà em làm cao như này thì các bác đánh ở trên cây nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, về cái lụp này chuyên là đánh ở trên cây, còn các bác có thể là đặt ở dưới đất đánh vẫn được. Đấy là về theo như em đi đánh nhiều năm là em cũng rút ra kinh nghiệm là như vậy. Còn đây là thiết kế cho bác một cái móc nhá. Móc thì các bác là treo cây này. Đây là một cái lẫy gài này. Thì tí em sẽ test thử cái độ nhạy của cái này. Đây là quần về cái phần cửa đây. Cửa đây thì thiết kế cho bác một cái móc này. Đấy, khi các bác thả con bìm mồi vào ấy, thì các bác đóng lại cái móc này. Đấy là đóng lại cái móc này nhá. Là rất là chắc chắn đảm bảo cho các bác là con bìm bịp của mình không bao giờ sổng ra ngoài được. Và cái lồng này ấy, là không có áo lồng đâu các bác nhá. Đấy, các bác nếu mà chẳng hạn như là muốn đặt thêm mình áo lồng thì các bác báo bên em thì bên em sẽ ra đấy, nhờ bên thợ may họ may cho cái áo lồng. Những cái video trước thì em cũng đã giới thiệu cái áo lồng ở bên em rồi. Đấy, đây là còn cái độ nhạy của nó này các bác này. Bây giờ em test cái độ nhạy của nó này. Đây các bác cùng tham khảo này. Đấy nhá, khi con bìm bìm nó nhắm vào nó sẽ sập này. Đấy, sập thì nó sẽ vướng vào đây. Cái độ lò xo mạnh thì nó sẽ vướng vào đây, nó dãy giụa. Nên là về cái quy trình hoạt động của nó thì bây giờ em sẽ test thử luôn. Đây em sẽ lấy một cái chiếc dép đây. Đấy, các bác thấy không? Đấy, khi nó sập xuống thì nó sẽ dãy giụa như này, không bao giờ ra được. Đấy, đây các bác, nếu mà trường hợp mà nó rút đầu ở đây nhá, nó đấu xuống dưới này nhưng mà đây là nó có một cái viền này, cũng không bao giờ đấu được xuống. Đây cả mặt bên kia. Em sẽ test thử cho các bác mặt bên này nữa. Cái lụp này thì nói chung mà để làm ra một cái lụp này thì một tháng thì nhà em chỉ đặt được 2 chiếc thôi. Đấy, nhờ đặt được 2 chiếc. Đấy, các bác thấy không, cái độ nhạy của nó rất là nhạy.
Thế thì bác nào mà xem được cái video này mà có nhu cầu mà dùng cái lùm này ấy, hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại mà em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ là một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.